này thiện hiện nếu thánh đế khổ chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là thánh đế khổ nếu thánh đế tập diệt đạo chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải thánh đế tập diệt đạo này thiện hiện nếu bốn tịnh lự chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là bốn tịnh lự nếu bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là bốn vô lượng bốn định vô sắc này thiện hiện nếu tám giải thoát chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là tám giải thoát nếu tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ này thiện hiện nếu bốn niệm trụ chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là bốn niệm trụ. Nếu bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, hiện. Nếu pháp môn giải thoát không chẳng phải rốt giáo xa lìa, thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không. Nếu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải rốt giáo xa lìa, thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện nếu bậc cực kỳ chẳng phải rốt giáo xa lìa, thì chẳng phải là bậc cực kỳ nếu bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nam thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, chẳng phải rốt giáo ra lìa, thì chẳng phải là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Này thiện hiện, nếu năm loại mắt chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là năm loại mắt, nếu sáu phép thần thông chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là sáu phép thần thông, này thiện hiện, nếu 10 lực Phật chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là 10 lực Phật, nếu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, nếu Pháp không quên mất, chẳng phải rốt giáo xa lìa, thì chẳng phải là Pháp không quên mất. Nếu tánh luôn luôn xả, chẳng phải rốt giáo xa lìa, thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, nếu trí nhất thiết, chẳng phải rốt giáo xa lìa, thì chẳng phải là trí nhất thiết. Nếu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải rốt giáo xa lìa, thì chẳng phải là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng này thiện hiện nếu tất cả pháp môn đà la ni chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là tất cả pháp môn đà la ni nếu tất cả pháp môn tam ma địa chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là tất cả pháp môn tam ma địa này thiện hiện nếu tất cả hạnh đại bồ tát chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là tất cả hạnh đại bồ tát nếu quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải rốt giáo ra lìa, thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện nếu trí nhất thiết trí chẳng phải rốt giáo ra lìa, thì chẳng phải là trí nhất thiết trí.